Vì xót xa nhân sinh đang làm tháng, người đã sân hạ vào thế gian này, chịu đắng cay nhông nhặng khổ nàng, sống cô đơn trong cánh bận hàng. Để học cách thông cảm nhân gian, sáng sẽ chia vui buồn đắng ngọt, nhận nhìn cùng ngày tháng tha hương. Đến khi công thân dẫn toài, lại vướng bao tình cá mưu phiền, làm sao cho ta thấu hiểu lòng người càng hay sâu. Giờ đây ta còn chỉ còn lại với những gì từ bi và hoan hỷ, phục vụ việc cha ban. Làm sao cho đấng việc người người được ấm no, nhưng xin bao khổ ai sẽ nhận được tự do. Thế gian này sẽ không còn những mất công oán hận, khi ai ai cũng hiểu đạo tu thân đứng độ đời. Thế gian này sẽ không còn những mất công oán hận, khi ai ai cũng hiểu tâm thiên này nguyện hiến.